những buổi quảng cáo mang danh hội thảo sức khỏe tổ chức dành riêng cho người cao tuổi. Tại đây, thực phẩm chức năng được ví như thần dược nhằm đánh vào tâm lý người già. Nhưng mua về mới biết chẳng được một phần. Thậm chí có người phải nhập viện sau khi uống. Một năm, 3-4-5 lần là những các cô rồi các chú rồi thì ô tô các thứ rồi giới thiệu, có nghĩa là quảng cáo thì khéo lắm. Mỗi một hộp mà cũng không phải là ít đâu. Ít là phải 1 triệu, hơn triệu. Có bà còn mua 9 triệu mà xót ruột. Về nhà thì bệnh nói chung là không khỏi, mà nó chẳng vào cái thuốc gì mà thuốc gì cả. Thế nắm cụ thì đúng là cũng chết dở sống dở, giả không giả ai được. Chúng tôi nhiều người là uống vào là thậm chí là coi như là nằm liệt rồi không đi được. Còn trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những quảng cáo thực phẩm chức năng sử dụng tên tuổi hình ảnh của người nổi tiếng, hoặc thậm chí là mạo danh các bác sĩ, các chuyên gia đầu ngành để nói về công dụng trên trời của sản phẩm. Theo Cục An toàn Thực phẩm, 90% quảng cáo thực phẩm chức năng là sai sự thật. Trên trang mạng quay rất nhiều những cái chương trình quảng cáo rất là vô lý, không có cơ sở khoa học nào cả. Có một số bệnh mãn tính mà cả Bộ Y tế, cả thế giới chưa điều trị được. Nhưng mà vẫn quảng cáo rằng là sẽ một liều điều trị thì sẽ khỏi 100%. Mà rất nhiều người bệnh nhân uống mà có tác dụng phụ, chẳng hạn như là suy gan, suy thận, rồi tóm lại là nó ảnh hưởng sức khỏe của bệnh nhân rất nhiều. Chúng tôi cũng đã làm việc với Facebook và một số các cái trang mạng xã hội để yêu cầu có trách nhiệm trong cái vấn đề kiểm duyệt các cái quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Và bất kể khi nào mà chúng tôi chuyển thông tin sang thì họ phải có trách nhiệm tháo gỡ các cái thông tin đó. Ngoài ra theo quy định của pháp luật thì chúng tôi cũng có các cái hình thức phạt bổ sung, ví dụ như là thu hồi giấy. Các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Có biện pháp giám sát các hoạt động đa cấp, đặc biệt là các buổi hội thảo phát triển thành viên của các công ty, tránh việc quảng cáo truyền miệng sai sự thật. Cùng với đó, mỗi người dân cần tỉnh táo khi lựa chọn thực phẩm chức năng trước những lời thổi phồng, quảng cáo một tấc lên trời, tránh tiền mất tật mang.